Xin chào các quý vị của chương trình Kinh Thánh Giải Đáp Tôi, Mục sư Trần Bình Hùng gửi lời chào từ Berlin Ngày hôm nay chúng ta cùng nhau à, nghiên cứu về một cái đề tài rất là đặc biệt Đó là tiêu chuẩn chọn người lãnh đạo và đứng đang ở gần Câu 1, câu hỏi như sau Đức rê Văn phán cùng môi xe rằng Hãy chọn lấy Dô-xê, con trai của Nún Người có thần cảm động Phải đặt tay trên mình người Dân số ký 27 câu 18 Khi tuổi cao sức yếu Môi xe theo sự chỉ định của Chúa nhớ là theo sự chỉ định của Chúa chọn Joce là người kế vị mình để tiếp tục lãnh đạo dân Do Thái đi vào đất hứa. Chúa gọi Joce là người có thần cảm động. Điều này có ý nghĩa quan trọng nào để chúng ta dùng làm tiêu chuẩn chọn người lãnh đạo? Đây là câu câu hỏi và cũng là câu kinh thánh rất là đặc biệt. Để trả lời câu hỏi này một cách cụ thể hơn, chúng ta cùng nhau xem. À, trong kinh thánh à, lời Chúa có nói với sarabobên rằng ấy chẳng phải là bởi quyền thế cũng chẳng phải là bởi năng lực bèn là bởi thần ta đức va vạn quân phán như vậy chúng ta được biết rằng chúng ta đang hầu việc một đức chúa trời ngài là thần chúng ta cũng có những kẻ thù không phải là xác thịt không phải là người này người kia mà nó là những linh ác bởi vậy cho nên chúng ta không thể dùng cơ bắp không thể dùng tài trí không thể dùng đức độ của chúng ta để chống lại quyền lực của ma quỷ được trong thời cựu ước đức thánh linh ngài chỉ sức giàu cho ba loại người một là nhà vua hai là tiên tri ba là các thầy tế lễ và chúng ta được biết ở trong sách cựu ước đặc biệt thời kỳ các quan xét kinh thánh có nói về thần cảm động thần của Chúa cảm động trên Gedeon như kinh thánh chép. Thần của Đức Giê-va cảm hóa Gedeon, người thổi kèn và hết thảy mọi người hiệp lại cùng người. Các con xét đoạn 6 câu 34. Rồi thần của Chúa cảm động dép thế. Thần của Đức Giê-va bèn cảm động dép thế người trải qua Galat và Malase, người đi đánh dân Amon. 19 câu 20 à 11 câu 29 các con xét. Rồi chúng ta được biết rằng thần chúa cảm động xăm xốn, xé sư tử như dê con vậy. Rồi thần của chúa cảm động xăm tiếp tục dùng cái hàm lừa, hàm lừa con mới tinh mà diệt cả ngàn người Philippines. Thầy thành ra thần chúa cảm động đó là điều rất là quan trọng. Và trong kinh thánh tân ước trong sách công vụ đoạn 1 câu 8, Kinh Thánh có chép rằng khi Chúa sống lại từ cõi chết và rất nhiều những môn đồ của Chúa lúc đó rất hăm hở, muốn làm chứng gì mà họ đừng nhìn thấy. Nhưng Chúa nói rằng hãy ở lại thành chờ đợi. Chờ đợi cái điều gì? Là bóp tem Đức Thiên Linh. Khi các ngươi được đầy dẫy Đức Thiên Linh, khi thần của Đức Chúa Trời đổ xuống cho các ngươi, thì các ngươi lúc đó mới nhận lấy quyền phép để làm chứng về ta tại Jerusalem, tại xứ Jude Samari cho tới cùng trái đất rồi chúng ta đặc biệt thấy trong khi hội thánh đầu tiên phát triển thì để mà lựa chọn những uh, chấp sự để mà phục vụ những người đàn bà quá thì uh, các sứ đồ có nói với hội thánh đầu tiên như sau này vậy anh em hãy chọn trong bọn mình bảy người có danh tốt đầy dẫy đức tinh linh và trí khôn rồi chúng ta sẽ giao việc này cho qua những đoạn kinh thánh vừa rồi tôi liệt kê ra chúng ta thấy một điều này tiêu chuẩn chọn người lãnh đạo đó là đầy dẫy đức thánh linh đó là được thần của chúa cảm động đó là được sự sức giàu từ ngài bởi vì chúng ta hầu việc đức chúa trời là thần chúng ta không thể dùng sức lực con người được chúng ta cũng không thể xây dựng nước trời bằng cơ bắp tài đức của chúng ta được bởi vậy cho nên thánh linh là đấng làm mọi sự thánh linh đã tạo dựng cả cái vũ trụ này qua một lời phán của đức chúa trời thì cũng như vậy chúng ta rất là cần đức thánh linh làm việc qua mỗi chúng ta và vậy cho nên xin Chúa Ngài ban phước cho mỗi chúng ta hãy nhờ cậy Đức Thiên Linh nhiều hơn đứng đó sẽ hành động qua chúng ta để xây dựng những công việc có giá trị đời đời đó chính là cái tiêu chuẩn quan trọng đó là bởi thần cảm động chúng ta không nhờ cậy vào tâm trí của chúng ta chúng ta không nhờ cậy vào cơ bắp của chúng ta chúng ta không nhờ cậy vào học thức của chúng ta chúng ta không nhờ cậy vào tài đức của chúng ta chúng ta không nhờ cậy vào và uy tín của chúng ta trên những người khác tất cả những cái đó nó sẽ qua đi con người giống như cỏ tất cả những sự vinh hiển tài năng đức độ thông minh tài giỏi giống như hoa cỏ Kinh thánh chép rằng cỏ khô hoa rụng nhưng lời đức chúa trời bởi thần của ngài chúa xu nói rằng lời ta phán đây có thần linh và là sự sống bởi vậy cho nên xin chúa cho mỗi chúng ta hãy nhờ cậy vào đức thánh linh và khi chúng ta đến với ngài thì chính đức Thiên linh đó sẽ cảm động lòng chúng ta để chúng ta làm những công việc mà đức chúa trời kêu gọi mỗi chúng ta đó là câu hỏi thứ nhất tầm quan trọng của việc mà người có thần cảm động người được đẩy dậy đức thiêng linh câu hỏi thứ hai và chẳng há có dân lớn nào mà có các thần mình gần như chúng ta có rêu và đức chúa trời ở gần chúng ta Mọi khi chúng ta cầu khẩn Ngài chăng? Phục truyền đoạn 4 câu 7 câu hỏi. Xin giải bày về phước hạnh khi chúng ta có đấng ở gần trong mọi lúc cầu nguyện. Dạ. Yeah. Cảm ơn Chúa vì câu hỏi này. Đấng ở gần thật là phước hạnh. Người Việt Nam câu nói rằng gần mực thì đen, gần đèn thì dạng. Người Do Thái không có bộ não không to hơn người Việt Nam hay là những thứ dân khác. Nhưng vì sao họ thông minh? Vì sao họ khôn ngoan như vậy? Chỉ đơn giản bởi vì họ đã có một đấng, họ đã biết một đấng, họ đã ở gần cái đấng đó hơn 4.000 năm rồi. Đức Chúa Trời là đấng thánh. Đức Chúa Trời là đấng quyền năng không có điều gì khó đối với Ngài. Đức Chúa Trời là đấng thành tín, Ngài không hứa rồi quên như loài người. Đức Chúa Trời là đấng yêu thương, Ngài yêu thương mọi người kể cả những kẻ tội nhân nữa. Bốn đặc điểm quan trọng của Đức Chúa Trời này, khi chúng ta ở gần Ngài thì chúng ta sẽ ảnh hưởng, được ảnh hưởng bởi chính Ngài. Càng gần đấng thánh, càng gần đèn thì càng giảm. Chúng ta càng được cảm hóa bởi điều gì Ngài có, càng ở gần một đấng biết mọi sự, làm được mọi điều thì chúng ta cũng được sự Lấy những điều như vậy. Càng ở gần một đấng thành tín thì chúng ta càng trung tín hơn càng ở gần mà đấng yêu thương chúng ta càng được cảm hóa bởi vì chúng ta được yêu cho nên chúng ta biết yêu những người khác đấng ở gần sách Ezechiên 48 câu 35 có nói tên của ngài danh của ngài là Jehovah Sama có nghĩa là Đức Jehovah đang ở đó Đức Jehovah đang ở đó sai 43 câu 2 có nói rằng dầu chúng ta đi qua nước nước không chìm ngập chúng ta dầu chúng ta đi qua lửa lửa cũng không hại được chúng ta bởi vì chúa luôn ở cùng chúng ta cảm ơn chúa vì điều quan trọng đó nhưng hãy nhớ một điều này câu hỏi rằng vì sao đấng ở gần mà chúng ta được phước như vậy ngày xưa người do thái thời cứu ước thời mà chúa Sư chưa sống lại từ cõi chết đức Rê-va ở gần họ nhưng ngày hôm nay chúng ta được phước hơn bởi vì khi chúa sống lại từ cõi chết Ngài chết thay tội cho mỗi chúng ta Huyết của Ngài rửa sạch tội chúng ta Và khi ta tiếp nhận Ngài là cứu chúa đời sống của mình Thì chúng ta đã trở thành một cái bình mới Chúng ta được tái sinh Và chính thân thể chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời Mà Thánh Linh Ngài ở trong Ngày xưa Chúa ở gần họ thôi Còn bây giờ thì Chúa ở trong mỗi chúng ta Đó chính là điều mà phước hơn tất cả Đừng ước ao chúng ta sống vào thời kỳ các sứ đồ, đừng ước ao chúng ta sống vào thời kỳ mà Chúa Giêsu đi bộ trên mặt đất này. Hãy nhớ, điều đó rất là tốt nếu như nhìn thấy Chúa, nhưng sẽ có một ngày chúng ta sẽ nhìn thấy Ngài, nhưng ngày hôm nay chúng ta đang ở trong một thời kỳ ân điển là Chúa ở trong chúng ta, không phải chỉ ở gần, không phải chỉ ở trên, không phải chỉ bên cạnh mà Ngài còn ở trong chúng ta nữa. Bởi vậy cho nên điều ơn phước phước hạnh nhất nó là như vậy, không phải chỉ ở gần, nghe Ngài mà rõ ràng Chúa ở bên trong chúng ta để mà trò chuyện, để mà tương giao mỗi chúng ta. Đó chính là câu mà tôi muốn trả lời vì sao? Vì sao đứng ở gần lại à, lại phước hạnh như vậy cho chúng ta? Chúng ta còn hơn nữa là đứng đó lại ở trong chúng ta nữa. Bởi vậy, vậy cho nên khi chúng ta gặp những sự đau đớn, khó khăn, bất hạnh, thì hãy nhớ giàu đi qua chúng bóng chết. Tôi không sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi. Ngài ở trong tôi Ngài lắng nghe Ngài biết mọi sự Những gì xảy ra trong tâm tư tình cảm của tôi Bởi vậy cho nên Đó là một phước hạnh Mà không có tiền bạc nào Không có một điều gì có thể mua nổi Nguồn chung ban phước cho mỗi chúng ta Đó chính là câu hỏi thứ hai Còn câu thứ ba Để trả lời à, Trả lời từ trong Kinh Thánh Cho một trăm câu hỏi khó nhất Phần năm câu ba mươi tám Địa ngục có thật không? Yeah, địa ngục có thật không tôi mượn một câu nói của một người lính mỹ sau khi chứng kiến bom nguyên tử thả xuống Hiroshima và Nagasaki ông muốn nói rằng nếu như con người có thể tạo ra địa ngục ở trên trần gian này thì tôi tin có một địa ngục sau khi chết như kinh thánh nói nếu như con người có thể tạo ra được một địa ngục ở trần gian thì ông ấy tin có một địa ngục sau khi chết như Kinh Thánh đã nói. Đức Chúa Trời đủ làm được điều như vậy. Khi bạn và tôi thấy được lò sát sinh của Hitler tại Ba Lan, tại Đức. Khi bạn chứng kiến, bạn xem những bức ảnh hoặc là bạn đến trực tiếp cánh đồng chết của Pupri Mà nơi đó có hàng triệu người bị đập chết bằng cuốc, bằng sẻng. Thì bạn sẽ thấy rằng con người với một, một cái đầu óc hữu hạn và bàn tay độc ác với trái tim tội lỗi có thể tạo ra địa ngục ở trần gian như vậy thì địa ngục mà kinh thánh nói là điều có thật 99% người Việt Nam đều biết có địa ngục mà không hề biết có thiên đàng. Kinh thánh lời Chúa Giêsu dạy nói về địa ngục nhiều hơn nói về thiên đàng. Đối với Ngài, địa ngục rất là khủng khiếp và Ngài yêu chúng ta đến mức độ không muốn hết thảy mỗi chúng ta phải xuống cái nơi đó. Cho nên không những Ngài chỉ dạy về địa ngục và thiên đàng mà Ngài còn trả giá cho mỗi chúng ta không phải xuống địa ngục khủng khiếp đó bằng cái chết của Ngài. Thế cho đối với tôi, khi Chúa Giêsu nói về địa ngục, Ngài không phải là người bị điên. Ngài biết Ngài nói về điều gì. Và Ngài cũng không phải là kẻ nói dối. Bởi vì thường là kẻ nói dối, kẻ khoác loác là hay lừa người khác để có lợi cho bản thân. Nhưng Chúa, Ngài nói về một sự thật khủng khiếp về địa ngục. Và sau đó ngài đã trả giá cho cái địa ngục đó bằng sự chết của ngài để chúng ta có một tấm vé không xuống nơi đó nữa mà vào thiên đàng cảm ơn chúa qua kinh thánh chúng ta được nghe hoàn toàn chân lý có cả thiên đàng và có địa ngục còn người việt nam chúng ta bị giấu thiên đàng không được nói về thiên đàng mà chỉ biết có địa ngục thôi thế ra họ không có sự lựa chọn thứ hai chỉ mỗi cái xuống cái nơi đó còn chúng ta được quyền lựa chọn cho nên tôi tin như lời kinh thánh và Chúa Giêsu nói về địa ngục và cảm ơn Chúa là qua tin nhận Chúa Giêsu mà tôi đã không phải xuống nơi đó. Xin bạn hãy làm một quyết định nhớ rằng dù bạn tin hay không tin thì địa ngục vẫn tồn tại và thiên đàng vẫn tồn tại. Còn nếu chúng ta tin chúng ta tiếp nhận thì chúng ta sẽ chứng kiến được một cái nơi tuyệt vời mà không phải xuống cái nơi khủng khiếp. Bởi vậy cho đến việc tồn tại địa ngục không phụ thuộc vào bạn tin hay không tin, còn việc bạn sẽ ở đâu Thiên đàng hay địa ngục... Thì nó phụ thuộc vào quyết định lựa chọn của bạn... Nguyện chúc ban phước cho mỗi chúng ta... Chúng ta bước vào... Bài số 50... Yeah. Bài số 50... Là bài mà chúng ta cùng nhau học về... Xin và sợ... Câu 1... Hãy xin... Sẽ ban cho... Hãy tìm... Sẽ gặp... Hãy gõ cửa... Sẽ mở cho... Vì hết ai xin thì được... Ai tìm thì gặp và sẽ mở cửa cho ai gõ. Sách Luca đoạn 11 câu 9 câu 10. Vậy nếu các ngươi là người xấu còn biết cho con cái mình những vật tốt thay, huống chi cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban đức thánh linh cho người xin ngài. Luca đoạn 13 câu à, đoạn 11 câu 13. Câu hỏi: Xin giải bày những câu kinh thánh trên và khích lệ con dân Chúa biết xin đức thánh linh để hưởng được lời hứa quý báu này. Câu hỏi vừa rồi tôi đã đọc cho mọi người và bây giờ chúng ta cùng nhau nghiên cứu về những đoạn kinh thánh vừa rồi được chép. Tôi đã nói rồi, kinh thánh Cựu Ước nói về Đức Thinh Linh chỉ giáng trên ba loại người: một là vua, hai là thầy tế lễ, ba là tiên tri trong thời Cựu Ước. Và trong thời Tân Ước khi thần của Chúa giáng xuống như uh, như sứ đồ Peter uh, có nói rằng thời kỳ sau rốt ngài đổ thần trên mỗi chúng ta trên mọi loài xác thịt và chính chúng ta là dòng dõi thầy tế lễ nhà vua. Thành ra Đức Thinh linh ngài đổ trên con cái của ngài. Ở đây chúng ta nhìn thấy chúng ta là đền thờ mới qua sự à, rửa sạch tội của Chúa Giêsu tiếp nhận Giêsu là cứu cho đời sống của mình. Và đặc biệt trong cái câu Kinh Thánh vừa rồi có một câu rất là đặc biệt ở đây này là vậy các ngươi vốn là những người xấu còn biết cho con cái mình những vật tốt thay huống chi cha các ngươi ở trên trời cảm ơn chúa không có một tôn giáo nào gọi ông trời là cha chả có một tôn giáo nào gọi đức chúa trời là cha hết toàn khổ kêu ối rồi ôi chỉ có ngoại trừ chúng ta là những con người đi theo chúa giêsu tiếp nhận giêsu là cứu chúa đời sống của mình chúng ta được quyền gọi đức chúa trời hay là gọi ông trời là cha chính vì điều đó mà chúa giêsu của tôi và bạn đã bị đóng đinh chết cho cái quyền mà chúng ta được gọi Đức Chúa Trời là Cha ngày hôm nay và lời Chúa Giêsu nói đặc biệt ở đây rằng là huống chi Cha các người ở trên trời lại chẳng ban đức thánh linh cho những người xin ngài Cha các ngươi đó là điều đặc biệt lắm tôi là mục sư của nhiều người nhưng chỉ là Cha của hai đứa con thôi tôi giảng dạy cho nhiều người khác trong giờ làm việc nhưng tôi dạy con tôi ngay cả đêm cả cuộc đời của tôi thấy ra Cha khác với công việc Đức Chúa Trời, ông ối rồi ôi ơi, khác với Đức Chúa Trời cha Thấy ra ở đây chúng ta nhìn thấy rằng Chúa Sư có nhắc về lời hứa của cha Kinh Thánh có rất nhiều lời hứa của Đức Chúa Trời Nhưng có một vài lời hứa đặc biệt Mà lời hứa đó của cha dành cho các con của mình Thường những cái người cha mà chuẩn bị qua đời Họ nói với những đứa con thân thuộc nhất của mình những điều bí mật và đây gọi là lời hứa của cha. Trong sách EC Chiêng đoạn 36 câu 26-27 nói về lời hứa của cha này. Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi và ban cho các ngươi lòng bằng thịt. Ta sẽ đặt thần ta trong các ngươi. Không phải ở bên cạnh nha. Không phải ở trên, không phải ở trước, không phải bên cạnh. Mà ta sẽ đặt thần ta trong các ngươi và khiến các ngươi noi theo luật lệ ta thì các ngươi sẽ giữ mạng lệnh ta và làm theo. Không phải chỉ thầy tế lễ, không phải chỉ tiên tri, không phải chỉ nhà vua có thần của ngài ngự trên, mà đây nói rằng ta sẽ đặt thần ta trong các ngươi. Ô, đây là một phép lạ. Đây là điều mà à, lòng tôi rất là vui mừng khi nghe cái lời hứa này và cái lời hứa này gọi là lời hứa của cha. Sách công vụ đoạn 1 câu 4 khi Chúa sư sống lại từ cõi chết và khi lúc Ngài ở với các sứ đồ. Ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Jerusalem nhưng phải ở đó chờ điều cha đã hứa. Là điều mà các ngươi đã nghe ta nói. Vì Trưng răng đã làm phép bắp tem bằng nước nhưng trong ít ngày các ngươi sẽ chịu phép bắp tem bằng Đức Thánh Linh. Cảm ơn Chúa. Tôi nhắc lại này. Kinh Thánh có 32.500 lời hứa như một sư răng Châu đã nói có 32.500 lời hứa nhưng trong đó có lời hứa của cha dành cho các con rất là đặc biệt 32.500 lời hứa là lời hứa của Đức Chúa Trời dành cho dân của Ngài nhưng có lời hứa của cha là lời hứa đặc biệt mà bạn vừa được nghe đây này Chúa Xu nhắc rằng cha ta đã hứa đó là gì Bọc tèm được thì linh đó là sự đầy dậy được thì linh đó là thần của Chúa giáng trên mỗi chúng ta rồi công vụ đoạn 2 khi mà thần Chúa giáng lên, Phêrô đã nói điều gì? Câu vụ đoạn 2 câu 38 câu 39 phê đưa trả lời rằng hãy hối cải Ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Giêsu chịu phép bắp tem Đây là khi người ta nói rằng chúng tôi phải làm gì để được cứu đấy Để được tha tội mình Rồi sẽ lãnh sự ban cho Đức Thanh Linh Hallelujah Sẽ lãnh sự ban cho Đức Thanh Linh Vì lời hứa thuộc về các ngươi Con cái các ngươi Đây là những người Do Thái đang ở tại Jerusalem lúc bấy giờ thì sau dấu phẩy này và thuộc về hết thầy mọi người ở xa hãy nhắc hãy xem lại hãy gạch chân trong kinh thánh của bạn là lời hứa này thuộc về hết thầy mọi người ở xa tôi cảm ơn Chúa rằng lúc đó tôi không ở Jerusalem nhưng tôi ở nơi xa cũng thuộc về lời hứa vừa rồi bạn được đọc tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa trời chúng ta sẽ gọi bạn dù ở Mỹ bạn dù ở Canada hay là bạn dù ở vùng Bắc Cực hay là dù bạn ở vùng vùng uh, thái bình dương vùng uh, việt nam uh, ấn độ thái lan malaysia hay bất kỳ chỗ nào thì hãy nhớ bạn là những người ở xa bạn nằm trong số mà chúa đã lựa chọn bạn và dấu hiệu là khi bạn xem chương trình này là bạn đã nằm trong số lượng mà chúa đức chúa trời đã gọi bạn dù bạn ở nơi xa và lời hứa này thuộc về bạn hãy nhớ rằng lời hứa này thuộc về bạn cho nên cái câu kinh ta, uh, câu hỏi vừa rồi là uh, giải bày những câu kinh thánh trên để khích lệ con dân Chúa. Bạn phải nhớ rằng là nếu như bạn tiếp nhận Giêsu là cứu cho đời sống của mình, bạn được tái sinh, bạn là con cái Đức Chúa trời. Thì điều thứ hai đó là bạn phải xin Đức Thiên Linh đổ trên bạn, hành động trên bạn, không tự động. Bạn cần phải khao khát ngài. Thứ nhất, là con cái Chúa thì thần của Chúa mới đổ đoạn. Ai là con cái Đức Chúa trời thì người đó đã có đức thánh linh rồi. Điều tiếp theo nữa là nhận quyền năng của Ngài. Bạn cần phải tương giao với Chúa. Bạn cần phải khao khát Ngài. Ở đức thánh linh ơi, chưa chắc có những con người thực sự lấy được người mình yêu mà người mình yêu ở trong nhà người đó vui đâu. Bạn lấy được vợ là người bạn yêu rồi nhưng phải tương giao với nàng hàng ngày và phải xem xem cái gì mà nàng làm cho nàng vui cái gì làm cho nàng buồn đức thiên linh cũng y chang như vậy bạn khao khát bạn mời gọi và khi chúa ở trong bạn rồi thì hãy nhớ đừng làm buồn đức thiên linh đừng cản trở ngài và hãy luôn luôn tương giao với chúa cảm ơn chúa ở đây lời chúa nói rằng nếu các ngươi vốn là những người xấu còn biết cho con cái mình những vật tốt thay huống chi cha các người trên trời lại chẳng ban đức thích linh cho người xin ngài sao hãy nhớ xin ngài sự khao khát điều rất là quan trọng vì cho ban phước cho mỗi chúng ta câu hỏi thứ hai nhá đừng sợ kẻ giết xác rồi sau không làm gì được Xong ta chỉ cho các ngươi biết phải sợ ai phải sợ đấng khi đã giết rồi có quyền bỏ xuống địa ngục phải ta nói cùng các ngươi ấy là đấng các ngươi phải sợ. Luca đoạn 12 câu 4 câu 5 thế nào là sợ đấng phải sợ. Câu hỏi rất là lý thú. Thế nào là đấng thế nào là sợ đấng phải sợ. Câu kinh thánh này nó trích ra từ một đoạn kinh thánh mà chúng ta không thể bỏ qua ngữ cảnh và hoàn cảnh của câu chuyện này. Dạ. Tôi uh, xin cùng với anh chị em lật ngược lại sách uh, kinh thánh À, nếu chúng ta đọc lại đoạn sách Luca đoạn 12 từ câu 1 thì thấy rằng là dân chúng kể hàng ngàn người đến nỗi dày đạp nhau Đức Chúa Giêsu lúc đó mới phán cùng môn đồ rằng hãy giữ mình về men của người Pharisi là sự giả hình vì sao vì sao Chúa lại nói như vậy bởi vì trong lúc rất đông người ập tới để nghe Chúa giảng và các sứ đồ của Chúa lúc bây giờ là đứng bên cạnh ngài, họ được hưởng cái sự vinh dự đó. Và chúng ta được biết rằng cuộc sống có một cái hiệu ứng đám đông hay là tâm lý đám đông. Lúc đó trước đám đông, đám đông có nhiều người không còn sống theo con người thật của mình từ bên trong nữa. Nó khoác một bộ quần áo khác bên ngoài, người ta gọi là đóng kịch hay là giả hình. Từ giả hình ở đây đấy Dịch ra đúng nghĩa là là nhập vào một cái vai mà không phải là của mình nữa. Và lúc đó, cái người đứng trước đám đông đó bắt đầu nói những điều mà sự thật anh ta không hề nói với vợ và con tại nhà. Những hành động của anh ta lúc bây giờ không còn là hành động mà anh ta đã từng làm khi mà ít người. Và Chúa nói rằng hãy cẩn thận, đừng có giả hình. Vì sao lại giả hình? Bởi vì anh ta cố gắng làm cho ai đó đẹp lòng, chứ không phải cho một cái đấng mà không nhìn thấy đẹp lòng anh ta đang muốn làm cho những kẻ anh ta thấy đẹp lòng nhưng mà quên mất đấng không nhìn thấy cho nên chú mới nói rằng hãy nhớ này chẳng có điều gì giấu mà không lộ ra có nghĩa là đời sống riêng tư của mình ở chỗ ít người với lại trước đám đông nó phải giống hệt nhau đừng có giả hình đừng có sống một, uh, với ít người một kiểu, trước đám đông là một kiểu khác. để làm gì? tiếp theo nữa, không có sự gì kín mà không được biết. vậy nên mọi điều mà các ngươi đã nói lời tối sẽ nghe ra nơi sáng. mọi điều các ngươi nói vào lỗ tai trong buồng kín sẽ giảng ra trên mái nhà. thấy chưa? không phải vì cứ đám đông mà chúng ta phải thay hình đổi dạng, không phải vì cớ uy tín sự vỗ tay của người khác mà chúng ta bắt buộc phải sống một cuộc sống khác không hãy sống trước mặt đức chúa trời giống như phaolô khuyên timôthê vậy trước mặt đức chúa trời ta khuyên con hãy sống thật là chân chính tiếp theo nữa chúa nói tiếp rằng bây giờ mới là câu mà chúng ta vừa được trích ra này ta nói cùng các ngươi là bạn hữu của ta là bạn hữu của ta không phải là kẻ thù nhé đừng sợ kẻ giết xác rồi sau không làm gì được nữa. Xong ta chỉ cho các ngươi biết phải sợ ai, phải sợ đấng khi đã giết rồi có quyền bỏ xuống địa ngục. Phải ta nói cùng các ngươi, ấy là đấng các ngươi phải sợ. Đây cho chúng ta học bài học rằng ma quỷ, con người ngay cả những thế lực, ngay cả một đám đông, nó có thể dùng hiệu ứng đám đông đó để cô lập bạn khi bạn sống trong lẽ thật. Nhưng bạn đừng sợ, cùng lắm là chết nhưng mà chết không phải là hết Sau đó chúng ta sẽ về đâu đi đâu Thành ra không phải vì đám đông Mà chúng ta Nói theo đám đông Ngược lại với kinh thánh Và ngược lại với lương tâm của mình Không phải theo đám đông Mà bắt đầu chúng ta Bắt đầu sống theo đám đông như vậy Không sợ Mà sợ cái đấng Mà sau khi giết xác chúng ta rồi Còn quảng linh hồn của chúng ta xuống địa ngục nữa Thành ra hãy nhớ chết không phải là hết Đừng vì cái đời này mà đánh mất cái đời đời. Nhớ, sự sống đời đời cùng với Chúa quan trọng hơn là đời ở trên đất này. Đừng để vì cái đời trên đất này mà chúng ta phải đời đời ở dưới địa ngục. Hành hạ kinh hoàng lắm. Tiếp theo nữa điều gì xảy ra? Và cái thấy này không kết thúc nhá. Nếu như chúng ta dừng lại chỗ này đó thì chúng ta thấy nó nó có một cái gì đó thiếu thiếu nhưng mà chúng ta hãy đọc tiếp này. Sau khi Chúa nói rằng ta phải ta nói cùng các ngươi ấy là đấng các ngươi phải sợ. Người ta há chẳng bán 5 con chim sẻ giá hai đồng tiền sao? Có một đoạn kinh thánh khác trong sách tin lành nói rằng là một xu mua được hai con chim sẻ. Và đây lời chú nói rằng 5 con chim sẻ giá hai đồng tiền. Người Do Thái người xưa buôn bán hay lắm. Một xu mua được hai con. Hai xu mua được bốn con được tặng một. Có nghĩa là dùng nếu bạn mua 4 con, bạn mua hai con thì trả một xu, nếu bạn mua 4 con thì họ sẽ bán cho bạn bốn con tặng một con và con thứ năm đó là con mà không có giá trị gì, gì hết, được tặng không. Và và chú nói rằng kể cả cái con mà không có giá tiền nào đó, cái con mà được cho không đó, Đức Chúa Trời không quên nó cả. Tiếp theo nữa dầu đến tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm cả rồi. Wow, Tóc trên đầu các người cũng đếm cả rồi Tôi tất nhiên là đầu không còn tóc nữa Nhưng mà người ta tính rằng Người nào có bộ tóc vàng thường có 145.000 sợi Tóc đen có 120.000 sợi Và tóc đỏ khoảng 90.000 sợi Mỗi một cái tóc ở trên đầu chúng ta đã chưa đếm rồi Có nghĩa là khi nó rụng xuống Thì Ngài đã đếm được Ngài chăm sóc từng sợi tóc một Kể cả tóc tôi rụng hết rồi Cái đó ý muốn đứa câu trời Tôi không có, có gì mà buồn hết ạ Thầy ra tóc của bạn được Chúa chăm sóc kể cả một sợi tóc không có giá trị gì, kể cả một con chim không có giá trị gì. Thế mà Kinh Thánh chép rằng Chúa đếm cả, Chúa không quên con nào. Cho nên đừng sợ chi vì các ngươi trọng hơn chim sẻ. Đó chính là điều mà chính Chúa nói vì sao. Để mà không giả hình thì chúng ta cần phải nhìn thấy một cái đấng không thấy được mà đang chăm sóc chúng ta tỉ mỉ từng tí một để không sợ hiệu ứng đám đông để không vì đám đông mà chúng ta bị biến dạng đứng đó chăm sóc từng con chim sẻ một đếm đứng đó đếm đó đứng đó đếm từng sợi tóc trên đầu của bạn thì ngài là đứng mà sẵn sàng giúp đỡ bạn trong mọi hoàn cảnh khó khăn bởi vậy cho nên đừng sợ những kẻ không đáng sợ nhưng cần phải sợ đứng phải sợ đó chính là đức cho trời toàn năng của chúng ta để kết thúc, có một câu hỏi rằng xin mục sư chọn một câu kinh thánh trong hai bài học vừa qua để gửi đến thính giả thông điệp cần thiết kết thúc giờ thấy kinh giải đáp hôm nay. Tôi đặc biệt rất thích câu kinh thánh. Nếu các ngươi là những người xấu còn biết cho con cái mình những vật tốt thay. Huống chi cha các người ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin ngày sao. Hãy xin sẽ được ban cho. Hãy tìm sẽ gặp Hãy gõ cửa sẽ mở cho Vì thế ai xin thì được Ai tìm thì gặp Ai gõ cửa sẽ được mở cho Wow, hallelujah Đó chính là câu kinh thánh Mà tôi muốn gửi tới uh, khán thính giả của chương trình Thánh Kinh Giải Đáp Nguyện Chúa ban phước cho mỗi chúng ta Hãy nhớ đầy dạy Đức Thinh Linh Rất là quan trọng trong đời sống mỗi chúng ta Hãy nhớ Hãy xin Thì bạn sẽ nhận lại được Hãy nhớ đấng nào mà chúng ta sợ để gìn giữ con người chúng ta khỏi sự giả hình khỏi sự hiệu ứng đám đông thời kỳ cuối cùng rồi người ta chạy theo tội lỗi nhiều hơn nhưng mà chúng ta không phải vì cớ của họ mà chúng ta thay đổi hãy vì cớ cái đấng mà đã chết thay tội cho mỗi chúng ta huyết của ngài chuộc và mạng sống của ngài thật là giá trị để chuộc mạng sống của bạn cho nên cái giá của bạn và tôi được cứu rất là cao đừng vì những chuyện của đời này mà đánh mất cái đời đời. Nguyện Chúa ban phước cho mỗi chúng ta, gia đình, dòng dõi, con cái của mỗi chúng ta. Hãy nhớ sợ đấng phải sợ trong danh Chúa Giêsu Christ.